Ok, ready. All right. So Văn Vũ Quang Hải xin thân hải kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp trên diễn đàn Solo TV Tiếng nói tự do. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023. Và đến với chương trình bình luận tin tức ngày hôm nay, anh em chúng tôi sẽ nói đến những cái vấn đề nóng hổi đang xảy ra tại Hoa Kỳ. À, và điển hình là vụ ông ngoại trưởng kim cố vấn an ninh quốc gia của hoa kỳ à, đó là ông uh, henry kissinger vừa mới qua đời hưởng thọ 100 tuổi anh em chúng tôi sẽ phân tích cái câu chuyện trong ngày hôm nay kính thưa quý vị à, và bây giờ thì chúng ta hãy dành một khoảnh khắc chờ đợi quý vị vào xem chương trình này nha xin kính chào quý vị xin mời quý vị tới tổ hợp nha khoa thiên đổ tổ hợp thêm đổ nha khoa với phòng lab tại chỗ rộng trên 4.000 feet được trang bị máy móc hiện đại tối tân nhất để đáp ứng nhu cầu làm răng nhanh nhất đặc biệt đúc răng sứ kim cương cứng nhất chất lượng và bền nhất với một đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong quân đội hoa kỳ và những trường tối ưu những gì tối tân nhất trong quân đội hoa kỳ mà chúng tôi được học hỏi chúng tôi sẽ mang ra để công hiến đến quý vị vì sức khỏe và nụ cười của mỗi khách hàng luôn là mục tiêu là sứ mệnh mà tổ hợp thêm đổ nhà khoa hướng đến nếu quý vị muốn một nụ cười tươi, đều đặn và tự tin, hãy đến với thêm Đỗ Nha Khoa ngay hôm nay. Thanksgiving Happy to Easy chân thành cảm ơn sự thương mến ủng hộ của quý khách trong suốt 23 năm qua bằng chương trình Black Friday sale 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 bớt đến 500 đô cho các bộ nệm cao su cứng chống đau lưng lại kèm thêm năm món quà 100% cao su thiên nhiên có finance không tiền lời có shipping nệm cao su đến các tiểu bang Black Friday sale bớt 500 đô lại tặng thêm năm món quà Happy to bảy một bốn tám hay bảy một bốn Mừng lễ hội cuối năm kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội Happy Holiday hoàn toàn miễn phí tại Teletron Orlando cảnh chợ Đông Phương đối diện bánh mì Cali. Nhạc hội Happy Holidays được tổ chức vào thứ bảy ngày 2 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối và chủ nhật ngày 3 tháng 12 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng Mạnh Quỳnh, Thanh Tuyền, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Phương Hồng Quế, Trúc Lam, Trúc Linh, Lâm Thúy Vân, Hoàng Nhung, Leon Vũ, Lilian, Nguyễn Tiến Dũng, Ali Hoàng, Hai Kịch Thúy Nga, Cải Lương Hoàng Nhất, MC Nam Lộc. Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong hai ngày nhạc hội Happy Holidays tại Teleton Orlando, nơi cơm điện hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 88 đồng. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Seriton Platinum MD Made in Korea do tài tử Lee Min Hàn Quốc giới thiệu, giá 2.800, sale 2.350 đồng. Tặng hai hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Nón mọc tóc Made in Korea giá 2.500, rưỡi sale 1799 799 đồng. Tặng một set shampoo bốn chai. Ghế massage Sinca JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000 sale 7.999 đồng trả góp 4 năm không tiền lời Thứ bảy ngày 2 và Chủ nhật ngày 3 tháng 12 Quý đồng hương nhớ đến tham dự Nhạc hội Happy Holidays tại Teletron Orlando Cạnh chợ Đông Phương đối diện bánh mì Cali Điện thoại 407 <laughs> 500 08999 Trang nhà teletronusa.com Alright, anh em chúng tôi đã quay trở lại. À, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trực tiếp trên diễn đàn này nha à, Hôm nay anh em chúng tôi livestream hơi sớm một chút Tại vì lát nữa sẽ có công việc Cho nên là à, mong là quý vị thông cảm nha à, Có lẽ cái giờ này 3 giờ chiều cũng là cái giờ mà quý vị cũng đang đi làm à, Nhưng mà hôm nay có một cái tin nó cũng khá là hot Đó là ông Kissinger vừa mới qua đời vào tuổi 100 à, Nhưng mà trước khi mà nói về cái tin chính trong ngày hôm nay Thì chắc là chúng ta hãy điểm sơ qua những cái tin... Ở chính trường Hoa Kỳ thưa anh Vâng. À. À, đó là vừa rồi cũng có một cái uh, điều rất là bất ngờ Đó là ông uh, Kevin McCarthy Là cựu chủ tịch Hạ Viện uh, Đã có một cái lời phát biểu Nói là bà Nikki Haley uh, Nên trở thành Phó Tổng thống Cho cựu, cho cựu Tổng thống Trump uh, Vào dịp tranh cử Tổng thống vào năm 2024 này uh, Ông nói là đây, if it was a political person, I was going to advise somebody, you're going to pick the vice president. It's all about the addition, not the subtraction. À, ông ấy muốn tăng cường thêm cái sức mạnh của người uh, cho đảng cộng hòa. Và đó là cái lý do mà ông ấy uh, uh, gợi ý là sẽ chọn bà Nikki Haley làm phó tổng thống cho cựu tổng thống Trump. À, không biết là anh nghĩ như thế nào về vấn đề này, à, kính thưa ông Lê, kính thưa tất cả quý khán thính giả. Dạ. Thì ngày hôm qua công kia chúng ta thấy rằng là cái tập đoàn Crook thì họ lại ủng hộ cho bên kia Haley. Và chúng ta biết ông Crook này là coi như là ông là nắm cái đài Fox News. Và cái tập đoàn này là tập đoàn về vấn đề công nghệ. Thì họ đưa ra rất là nhiều, nhiều lý do là bà Nikki Haley là có thể là người mà được yêu chuộng. Cũng như là theo như bài báo này thì bà Nikki Haley đã vượt qua ông đi chân tiệt rồi. Thì ngày hôm nay là có cái bài báo này. Mà bài báo này là ông Makadi là cựu chủ tịch Hạ viện. Thì ông nói trong nguyên văn bài báo là chọn một người trong liên nhân phó tổng thống là mình thêm vào chứ không phải là mình trừ đi. Và chúng ta biết rằng nếu mà chọn cái người mà cùng phía với mình á thì cái số đó nó không bao nhiêu. nhưng mà mình chọn cái người mà đối nghịch với mình á thì mình thu hút được cái số gọi là chống đối. cho nó ví dụ bây giờ với phía dân chủ mà nếu bây giờ cái ông Robert Kennedy ông tách ra rồi ông tách ra thì ông viên chủ mất đi khoảng 20 phiếu và nếu mà ông này mà nhập vô ông Joe Biden đó thì ông, ông Joe Biden sẽ được 20 phiếu của ông Robert Kennedy Nhưng mà nếu ông Robert Kennedy mà tách ra như vậy thì ông Joe Biden sẽ mất đi 20 phiếu ủng hộ cho ông Robert Kennedy thì bài báo này nói rằng bây giờ tổng thống Donald Trump nên chọn một người và cái người này là cái người có thể thuyết phục những người chống đối châm để trở về cùng phe với châm thì điều đó nó có lợi hơn là tổng thống Donald Trump chọn cái người cùng phe với mình bởi vì khi mà cùng phe với mình thì có nghĩa là cái lượng ủng hộ nó chỉ có bằng đó thôi nên nó có hơn thì là hơn chút xíu tại vì khi mà ông Trump là ma gà rồi mà chọn một người cũng ma gà nữa thì có nghĩa là cái số ma gà nó chỉ có thế thôi nên nó có lên chỉ một hai phần trăm nhưng nếu mà cái chọn cái người không phải là ma gà và những người có những ý kiến chống đối lại ông Trump và nếu thu hút được thì mình có lấy được cái thành phần đó thì nó cao hơn là thành phần cùng mà gài với mình. Thế thì ở đây ông McCarthy ông đưa ra những cái coi cái tên tuổi mà có thể là phát tổng thống. là trong đấy ông đưa ra bà Michael, Nikki Haley là một nè, bà Thai là Greener là hai nè, rồi ông Vivek là ba nè và ông Tim cos là bốn. Và có những nguồn tin là có thể tổng thống Donald Trump sẽ chọn ông Tucker Carlson hoặc là bà Cadillac ở bên Arizona thì cho tới hiện bây giờ thì chưa rõ ràng là tổng thống Donald Trump sẽ chọn này ừ. nhưng cái sự việc mấy ngày nay cái tập đoàn Koch mà nó ủng hộ cho bà Nikki Haley á thì rõ ràng là là ý của ông McCarthy nói rằng là phía bên kia nó biết rằng nó muốn ông Trump phải chọn bà Nikki Haley vì lý do như thế này thứ nhất bây giờ ông Trump là ma gà rồi mà ông Makadi rồi bà Nikele không phải là ma gà không phải là phía ma gà thì bây giờ nếu ông trump mà chọn phía bà chọn bà nikele thì cái tương lai mà nếu ông trump thắng cử bốn năm ông trump xuống rồi thì bà nikele cũng như cái phía mà không phải ma gà nó có lợi thế để tiếp tục tranh cử vào cái kế tiếp Ừ. Đó là cái lý do mà phía ông McCarthy Đánh tiếng với ông Trump Mà nên chọn bà Nikki Haley Ở điểm đó Vì ông nói là nếu bây giờ chúng ta chọn hết ma gà Thì cũng có rất nhiều người chống đối châm chứ Đâu phải là ma gà không đâu Mà nếu ma gà mà chọn ma gà Thì cái tỷ lệ nó sẽ không cao Nhưng nếu ma gà mà chọn cái người không phải là ma gà Là như bà Nikki Haley Thì bà Nikki Haley sẽ thu hút được Một số thành phần chống đối châm Thành một cái tập thể và ủng hộ cho ông Trump thì điều đó có lợi hơn. Cứ cái thứ hai cái phía này họ nhìn ừ. xa hơn. Ở đó ông châm là nếu thắng thì ông Trump làm cái 4 năm là xong rồi. Ừ. Thì muốn cho cái người mà Nikele hay là cái người kia đó, cái người nào không phải phía Gà, người đó có thể tiếp tục ra tranh cử vào cái nhiệm kỳ kế tiếp vào năm 2028. Thế thì hôm nay chúng ta thấy mấy cái này lùm xùm lùm xùm là tất cả các tập đoàn Koch Brothers đã ủng hộ cho bên kia lên rồi bây giờ có bài báo này thì hồi giờ rõ ràng sáng anh em chúng tôi anh em đặt cùng hòa mà ngủ ngồi phê bàn lỗi rất là nhiều rõ ràng là bây giờ cũng thấy không bên ông mặt đi cũng nhiều scale là đánh tiếng với ông trâm nên chọn nike hale trước đây mình đã phân tích rồi có thể là ông trâm chọn nike Haley thứ nhất là vì bà này là một người gốc da màu ấn độ bà Harris cũng là người da màu ấn độ ừ. mà một nam một nữ tức là hai bên đều ngang nhau, tức là hai ông già chọn hai cô gái cũng gốc Ấn Độ và người da màu, thì hai bên nó lượng nó cân bằng, thì có thể người ta sẽ mang lên cân đong đếm cho nó thế nào lựa chọn. Và hiện nay thì các tập đoàn công nghệ này nó lại ủng hộ cho bà Nike Haley, thì điều rõ rõ ràng có lợi thế nếu ông châm chọn bà Nikki Haley. Và cái thứ hai có những lý luận trước đây mấy bài báo nói rằng Bà Nike Haley vẫn hy vọng là ông châm có thể bị ngắn cửa Vì bốn cái criminal vẫn còn Đang đeo đẳng ống Nhưng mà nhiều anh em họ đã luật định rồi Nếu ông Trâm có ở tù Thì ông Trâm vẫn tranh cử được mà Đấy không Đó là số nhất á Mà hiện nay cái tỷ lệ ông rất là cao Năm ngoài 50% Mà bên Kelly chỉ có khoảng 10% thôi Thì cái khoảng cách giữa bên Kelly Với ông Trâm nó quá xa đi Bình thường mà nói nếu ông Trâm không bị gì hết đó, Thì Ông Trump chắc chắn là được chỉ định rồi Và trong bài báo này ông McCarthy cũng nói mà Tổng thống Donald Trump sẽ là người được đảng chúng tôi chỉ định Ông tuyên bố rồi Thì vậy khi được như vậy ông nên chọn người khác Bây giờ nếu đặt trường hợp ông Donald Trump không ra được vì pháp lý Thì ông Trump có người trong tù Thì ông Trump cũng vẫn tranh cử được cho nên cái nước cờ mà bà nói rằng là bà Nikkei chờ đợi cho ông Trump ngã ngựa rồi mình có thể ra làm ứng cử viên cho đảng Cộng Hòa điều đó vô cùng khó khăn và điều đó là không điều không khả thi. Thế thì bài báo hôm nay nói lên rằng rõ ràng là bên ông McCarthy tức là phía Rhino tức là một phía không phải má gà họ đánh tiếng với ông Trâm. nên chọn bàn này để có lợi cho ông Trâm, cũng như có lợi cho cái tiền đồ của cái phái này sau này. Đó là vì vấn đề đó mà ngày hôm nay bài báo này nó chính thức lên trên mạng và mọi người đang chăm chú vào vấn đề này. Đây là một cái chuyện cũng khá là bất ngờ tại vì bà này bà Nikki Haley này là cũng đang là một trong những ứng cử viên mà tranh tranh luận rất là gay gắt, rất là quyết liệt và có nhiều lần là bà cũng lên án ông Trump mà cũng chỉ trích dữ lắm hai bên cũng lời qua tiếng lại. Không lẽ bây giờ là xóa đi hết những cái thần thù rồi thì bắt tay. Đây cũng như bà Kamala lúc mà tranh luận với là ông Đúng. Joe Biden cũng thế. Cũng đã kích ông Trump nhưng cuối cùng ông Joe Biden lại nhận bà. Ừ. Tức là bây giờ cái bài học người ta đặt lại là bây giờ phía bà nikolai bà có một số người ủng hộ viên. Và những người ủng hộ cho bà Nicoli họ không thích ông Trump tức là đối nghịch với ông trong một số chính sách chẳng hạn về trung cộng rồi về vấn đề này về kia, mà đặc biệt là cái vấn đề về phụ nữ phá thai thì bà Nikki Haley có những cái chính sách cũng rất là mềm mỏng, không có quá gọi là không có đi xa quá, không có quyết liệt quá. Thì bà có thể kêu gọi những người phụ nữ rất là đồng cảm với bà. Chính vì cái điểm đó mà bây giờ phía đảng Cộng hòa nói rằng trong cái lá phiếu của năm 2024 đảng Dân Chủ sẽ đưa vấn đề phá thai là một cái tiêu điểm rất lớn để thu hút quần chúng. Mà hiện nay giới trẻ ừ. thì họ lại ủng hộ vấn đề đó. Cho nên đảng Cộng Hòa đợt kỳ tới họ phải xem xét lại vấn đề này. Và bà Nikkei Haley lại là cái người mà có có vẻ có cái nhìn thoáng hơn trong cái vấn đề gọi là phá thai. Cho ừ. nên bài báo nó ra là có thể hiện nay người ta chưa biết là Tổng thống Donald Trump sẽ chọn này. Nhưng mà cái việc ông McCarthy và ông Scalip mà ủng hộ bà Nikki Haley á, với lại cái sự các tập đoàn công nghệ ủng hộ cho bà này thì rõ ràng bà này có lợi thế để cho ông Trump nó chọn. Ừ. OK, để coi ông sẽ chọn ai. Và có một cái khía cạnh nữa cũng cũng cần phải bàn tới như là anh nói lúc nãy là nếu như mà ông Trump không vượt qua được những cái rào cản pháp lý này thì nhiều khi bà này cũng có thể lên đại diện cho đảng cộng hòa không chừng chúng ta không biết được à, chúng ta hãy đợi xem. OK. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái tin chính trong ngày hôm nay là tin ông Kissinger vừa mới qua đời. Không biết là anh còn muốn nói gì về chính trường Hoa Kỳ hay không trước khi mà chúng ta đi đến đây? À, trước khi qua chính trường gì chúng ta biết rằng tình hình Trung Đông thì hôm nay thì cũng được ừ. là 8 người thả ra. À. Và có lẽ hôm nay là tại vì hôm qua nó đúng ra là không kéo dài thêm nữa. Nhưng mà bởi vì coi như có cái 20 phút nữa là hết hạn thì... Ừ. Bởi vì lúc trước là Hamas đã đưa danh sách nhưng mà bên phía Hoa Kỳ Israel không đồng ý đến cuối cùng thì họ đã đồng ý thêm một ngày nữa thôi và trong ngày hôm nay đã thả ra 8 người ừ. và coi như là ngày mùng một. Tới bây giờ đối với Việt Nam là qua mùng 1 rồi, sắp sửa hết giờ rồi và tổng và ông Latifi đã tuyên bố sau kết thúc là bắt đầu là ông ta sẽ tấn công bằng đường bộ, đường biển và đường không. Và tuy nhiên phía hồi giáo thì hiện nay cái vấn đề của hồi giáo họ phản bác họ phản đối Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ bằng chứng là tất cả các công ty Starbucks, McDonald's, rồi mấy công ty của Mỹ hầu như bị tẩy chay tất cả những công ty mà các nước hồi giáo người ta không đến mua hàng nữa mà rồi chính ông tổng thống Erdogan của thổ nhĩ kỳ gọi ông Natiju là tên đồ tẻ tể, đồ tẻ tể Gaza vì cuộc chiến này bắt đầu sau khi kết thúc thì bắt đầu sẽ có vấn đề gọi là tiếp tục con đường của mình nhưng tuy nhiên ngày hôm nay có một vị thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa nói rằng cái vấn đề mà trước đây mà ông Joe Biden đã tháo khoán 6 tỷ đô la cho năm con tin thì có thể điều này sẽ làm rắc rối cho cái vấn đề con tin. Bởi vì còn 8 người nói là ông Biden à, Còn 8 người Mỹ mà không cho đến giờ này chưa được thả Mà chưa biết tương lai của họ như thế nào Và đã giam giữ được không ai biết Có thể là Iran sẽ dùng 8 người này Để trao đổi một món gì cũng giống y như vừa rồi Và có thể sẽ kéo dài lại vì vấn đề này Và mọi người tin rằng nếu bây giờ Cứ 10 ngày một ngày thả 10 người thì trong vòng 2 tuần, 15 ngày có thể thả 150 người còn lại. Nhưng mà hiện nay 150 người này còn đang trong vùng bí mật. Và chỉ có nhiều nguồn tin nói rằng 150 người này không phải là do Hamas đang giam giữ mà có thể một thế lực nào đó. Thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi ngày mai khi mà chấm dứt không còn ngừng chiến nữa. Thì điều gì sẽ ra nhưng mà Israel đã tuyên bố là sẽ tấn công. Dạ. Yeah. Nhưng mà trước mắt là cái cuộc ngưng bắn này nó nó đã được kéo dài hình như là 5 ngày, 5 ngày hơn như hôm nay là lên tới 7 ngày rồi. Tôm tức là hôm 4 à. ngày xong liên hai ngày mà phía bên kia chỉ cho một ngày thôi là ừ. 5 ngày. Lúc trước 4 ngày là ngày 30 tháng 11 là hết hạn. Ừ. Để lại thêm một ngày nữa là ngày 1 tháng 12, tức là bây giờ là còn ngày mai đó. Đối với Mỹ là còn một nửa ngày nữa là sang qua ngày 1 ừ. tháng 12 rồi ok nói chung là tình hình trung đông thì nó vẫn vậy chưa Đến có vậy cái uh, cái tin gì đáng kể để mà cập nhật hết nó vẫn là trao trả con tin và trao trả tù binh vậy thôi và cái uh, uh, hiệp định uh, cái thỏa hiệp mà ngừng bắn thì nó uh, nó đang được xem xét và có thể được kéo dài hơn nữa uh, nếu mà chúng tôi thấy cái tin gì mới thì sẽ cập nhật cho quý vị và bây giờ chúng ta hãy nói về cái tin uh, chính trong ngày hôm nay kính thưa quý vị người mỹ gốc việt không tức thi tiếc thương gì henry Kissinger những người Việt ở Mỹ thuộc chính thể Việt Nam Cộng hòa trước đây bày tỏ thái độ bàn quan trước sự ra đi của cựu ngoại trưởng Henry Kissinger và lên án ông đã gây ra sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào tay của quân cộng sản Bắc Việt. Theo tìm hiểu của VOA, Tiến sĩ Kissinger là một trong những ngoại trưởng nổi bật nhất trong lịch sử nước Mỹ, từng phục vụ dưới hai chính quyền Richard Nixon và Gerald Ford và cũng từng là cố vấn an ninh quốc gia. Ông là người có ảnh hưởng trên chính trường Mỹ và định hình chính sách ngoại giao của Mỹ trong nhiều thập kỷ, kể cả sau khi ông rời chức vụ. Ông đã qua đời tại nhà riêng ở tiểu bang Connecticut hôm ngày 29 tháng 11 khi tròn 100 tuổi. Kissinger Associates, công ty tư vấn do ông sáng lập, loan báo nhưng không cho biết nguyên nhân. Một trong những di sản đáng nhớ nhất của ông là Hiệp định Paris được ông ký kết với ông Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hồi đầu năm 1973 để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhờ hiệp định này mà ông cùng ông Thọ đã được trao giải Nobel Hòa Bình, nhưng ông Thọ không nhận. À, trong khi sự ra đi của ông Kissinger, nhân vật lịch sử có nhiều duyên nợ với Việt Nam đã gây sự tiếc thương rộng rãi với chính giới và dân chúng Mỹ, thì trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, phần đông có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa, phản ứng lại rất khác biệt. Từ miền Nam, tiểu bang California, nhà văn Phan Nhật Nam từng là đại úy binh chủng nhảy dù trước năm 1975, nói với VOA là ông đang bận tâm về sự ra đi của nhà văn Nguyễn Đình Toàn và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vốn là những người có giao tình với ông hơn là cái chết của ông Henry Kissinger. Ông ta đã 100 tuổi thì chết là đương nhiên. Ông Nam nói, tôi không buồn, tôi cũng không thương tiếc. Tôi đang viết bài thương nhớ ông bạn tôi là nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Khi được hỏi nhận định về ông Kissinger thì nhà văn cho hay là hồi năm 1975, sau Hiệp định Paris được ký kết, ông đã từng viết trong cuốn sách có tựa đề là Tù binh và hòa bình như sau – Tôi bảo rằng ông ta cũng như Lê Đức Thọ là những người hân hoang trên bàn tiệc máu bàn tiệc máu Việt Nam với giải Nobel Hòa Bình. Theo lập luận của ông thì cố Ngoại trưởng Kissinger có trách nhiệm rất lớn trong việc để miền Nam sụp đổ. Vì Hiệp định Paris được ký kết xong thì hai năm sau Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực vào ngày 30 tháng 4. Thành quả lớn của Hiệp định này là hòa bình thì rõ ràng không hề có hòa bình. Thành ra hiệp định này thật là hiệp định này trật lất hết. Ông La, ông Nam nói. Ông cho biết là ông có quen biết nhiều trong chính giới Việt Nam Cộng Hòa đi đàm phán hiệp định Paris. Và bản thân, bản thân ông là thành viên trong ban liên hiệp quân sự thi hành hiệp định nên phải tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, ông cho rằng với tư cách là một học giả, trí thức, nhà nghiên cứu thì ông Kissinger không thể nào dốt nát hay dạ dột khi ký hiệp định đó được. Theo lập luận của ông Nam thì ý định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam có quá trình kéo dài từ thời Tổng thống Lyndon Johnson cho đến thời Gerald Ford qua cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chứ không phải là một mình ông Kissinger. Tôi không chê trách những con người lịch sử, người ta ở trong giai đoạn đó thì người ta phải làm như thế. Đó là ông Kissinger. Ông Nixon nói... Uh, xin lỗi ông nixon và ông kissinger ông nói đọc đến đây thôi để mà cho uh, quý vị có thể hiểu thêm một cái uh, quan điểm uh, của một cựu đại úy nhảy dù của uh, việt nam cộng hòa nói chung là nếu mà nhìn theo cái góc độ của người con dân việt nam cộng hòa thì rõ ràng henry kissinger là một kẻ tội đồ có thể là một kẻ thù không độ trời chung với lại người dân Việt Nam Cộng Hòa vì chính ông đã góp phần đem cái tên Sài Gòn mà đổi lại tên thành, thành thành phố Hồ Chí Minh thưa anh. Không biết là anh nhận định như thế nào về cái góc nhìn của những người dân Việt Nam Cộng Hòa? Ờ, à, kính thưa anh Son Lê, kính thưa tất cả quý khán thính giả. Cái tin mà ông Henry Kissinger mất á, thì có rất nhiều người bàn quan. Thậm chí có người nói rằng nếu mà ông ta mất cách đây 50 năm thì có lẽ Việt Nam Cộng hòa không có mất. Thế thì Kissinger là con người như thế nào thì chúng ta thì sơ sơ điểm qua một chút về đời tư. Kissinger năm sinh năm 1923 tại Đức, Bratvia. và năm 1938 thì gia đình ông đã chuyển sang Mỹ. Ông qua Hoa Kỳ vào năm 15 tuổi. Rồi sau đó ông ta có đi lính tham gia đại chiến thứ hai. Rồi sau khi trở về Mỹ thì ông ta có đại học Harvard và từ từ ông ta là giáo sư và đồng thời phải nói là ông ta là người rất thông minh đặc biệt là người gốc Israel và qua nhiều tài liệu thì nói rằng ông Kissinger nói tiếng Anh rất là giỏi và đó ông là hội nhập khá là thành công tức là 15 tuổi mới qua nước Mỹ nhưng mà ông sẽ học hành đại học các vợ ông ta nói chuyện giống y như người Mỹ vậy đó là một cái giỏi việc ngôn ngữ của ông Kissinger cái thứ hai Kissinger là người rất thông minh và có trí nhớ dài và ông này hầu như là đều có mặt trong các chiến trường của Hoa Kỳ đối với lại các xung đột của quốc tế ví dụ như cuộc chiến tranh giữa Israel, cuộc chiến tranh lạnh giữa nga Liên Xô trung cộng và đặc biệt là miền Nam Việt Nam. Thế thì bây giờ có nhiều nguồn liệu nó rằng là cái gì thuộc về lịch sử thì hãy để cho lịch sử phán xét mà người trong ngay trong bài báo Việt Nam họ nói rằng Kissinger là một người theo chủ nghĩa thực dụng thực dụng đến nỗi mà ông nói tẹt cả luôn ví dụ như khẳng hạn như Ukraine vừa rồi ông nói rằng Ukraine muốn có hòa bình thì hãy phải nhượng đất cho nga ông ta nói thẳng cái cái nhìn thực dụng của ông ta ông ta nói là và điều đó lúc mà ông ta nói ra rất nhiều người phản bác ông ta còn cái quyền của Ukraine thì để cho nhân dân tộc nhà nước do là quyết định ông không thể nói cái câu đó được nhưng mà bây giờ thì bắt đầu lại có có những nguồn tin là Đức và Hoa Kỳ muốn Zelensky ngồi lại đàm phán với Kissinger, với lại Putin đó và thậm chí có nguồn tin rằng là có giải pháp muốn thay thế Zelensky ông Zelensky thì muốn rằng là không cắt đất cho Nga dù là một tấc đất, đất kể cả prime Nhưng mà bây giờ người ta nói nếu không ngồi đàm phán với nhau á, thì tiền đâu, tức là châu Âu cũng như Hoa Kỳ không còn đủ tài tránh của quân chuyện ủng hộ cho Ukraine nữa. Đó thì rõ ràng qua sự việc này cho thấy Kissinger là người vô cùng thực dụng và phải nói người nói huyệt tẹt cái kế hoạch của ông. Thế thì quay lại vấn đề miền Nam Việt Nam. Chúng ta biết Kissinger ông, ngoài cái tài anh nói, ông ta còn biệt danh là vua đi đêm cái cuộc chiến tại Việt Nam chúng ta biết rằng là năm 1972 là khi cái đi đêm với Trung Cộng và trước đây chúng ta biết Đài Loan là một trong những nước sáng lập ra Liên Hợp Quốc và có chân trong hội đồng Liên Hợp Quốc và cuối cùng với cái thỏa hiệp của Hoa Kỳ thì đã rút Đài Loan ra và Trung Cộng đã nhảy vào thế chân của Đài Loan là trong cái năm nước thường trực của Liên Hợp Quốc đó là một cái điều mà người Mỹ đã làm và cái nỗi đau ra đứt của người Đài Loan. Và cái thứ hai nữa là Hoa Kỳ thì lại muốn rút chân ra khỏi Việt Nam bằng một cái con đường danh dự và được con đường chính thức do đó cái hòa đàm Paris đã xảy ra. Và theo cam kết của hòa đoàn Paris này thì phía Việt Nam Cộng Hòa cũng như phía miền Bắc á, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ là hai một cái thực thể độc lập. Ừ. Và hai bên sẽ đình chiến và có một cuộc tổng tuyển cử riêng. Ừ. Tức là không bên nào được xâm phạm bên nào. Điều này tất cả quý vị đọc trong Hiệp định Paris quý vị sẽ rõ. Nhưng vì lúc đó cái cuộc chiến của Israel tức là năm 67 rồi năm 73 mà Do Thái thì rất cần tài chính và vũ khí để viện trợ để chống lại Syria và các nước Ả Rập. Chính vì vậy mà ông Kissinger đã cố vấn, lúc đó ông là vai trò bộ trưởng một ngoại giao. Trước đó ông là cố vấn an rồi. Thì ông nói với Quốc hội Hoa Kỳ là hãy bỏ miền Nam Việt Nam và ủng hộ cho Israel để chống lại quân Hồi giáo cũng như là giữ vững cái địa thể chính trị của Israel cũng như vững lập trường của Hoa Kỳ ở đó. Và chính vì vậy bà đã có cuộc đi đêm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là bỏ rơi đồng minh là Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta biết rằng ngay mấy ngày nay tất cả các tư liệu đều đưa lên và ông Nixon nó trước đây đã cam kết với ông Tổng Hiệu là sẽ bảo vệ miền Nam là một đồng minh không thể bỏ được. Nhưng mà sau khi ông Kissinger đứng ra và dàn xếp và muốn người Hoa Kỳ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam bằng một cách chính thức bằng cái hiệp định Paris và cuối cùng thì hiệp định bốn bên đã được ký kết tại Paris và trong khi đó thì chính ông Thiệt cũng không ngờ rằng là Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh mình mà đặc biệt bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa sau hiệp định Paris 73 kế đi chúng ta biết rằng Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu phía Hoa Kỳ viện trợ cho mình ưu tiên là 700 triệu cuối cùng đến 300 triệu nó cũng không có luôn chính vì không có những vũ khí lương thực và chiến lược như vậy thì Việt Nam Cộng Hòa mới không có đủ về tài chính và vũ lực để chống lại quân Bắc Việt. Nhưng ngay lúc đó chúng ta biết rằng ngay sau này khi chúng ta học luật, đó, chính trong trường luật, ông thầy nói ra mà, trong khi đó mang tiếng rằng bên cộng, bên cộng sản nói rằng là, là Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Hoa Kỳ, được viện trợ Hoa Kỳ. Nhưng mà trong khi đó chính miền Bắc của Bắc Việt ta cũng nhận viện trợ của Trung Cộng và Nga. Của Trung Cộng là hơn 200 tỷ đô la và của Nga là hơn 20 tỷ đô la. Thì có nghĩa rằng là khi Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam Việt Nam thì Trung Cộng và Nga vẫn tiếp sức cho miền Bắc để xâm chiếm miền Nam. Và đặc biệt hiệp định Paris này là chính Bắc Việt đã cưỡng bức miền Nam và đã vi phạm hiệp định Paris này. Hôm nay ta đặt ra cái vấn đề là tại sao nếu không có Kissinger hay là Kissinger chết đi cách đi 50 năm thì miền Nam Việt Nam vẫn còn tồn tại. Nhưng vì cái con người của Kissinger là thực dụng. Bởi lúc đó ông muốn cứu Israel và ông có cái tiếng nói, có một cái sách lược và đã tác động lại với lại Tổng thống Nixon. Nhưng một cái điều đáng buồn nữa tại vì Nixon đã vướng vào cái vụ Watergate, Cho nên ông ta không thể cứu miền Nam Việt Nam được vì ông ta đã bị mất chức chủ ATGE cuối cùng rơi lên Và cuối cùng thì miền Nam đã rơi vào cái vấn đề gọi là chủ nghĩa cộng sản. Cái điều đáng nói ở đây á là năm 73 thì sau khi hiệp định Paris được ký kết thì ông Kissinger và Lê Đức Thọ được cái giải thưởng no Nobel ben hòa bình. Ừ. Nhưng mà người ta nói là Nobel hòa bình thì có nghĩa là cái dân tộc đó, cái quốc gia đó phải sống trong hòa bình. Ừ. phải có một cái hương vị hòa bình hay nói là phải có một cái thời hòa bình. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Và chính đại úy và Việt Nam đã nói là tức là cái bàn tiệc trên một cái bàn máu. Trong khi hai ông này được giải thưởng hòa bình. Mà cái giải thưởng này nó gây tranh cãi rất lớn và có hai thành viên của cái ủy ban ủy ban trao giải thưởng Nobel á, họ đã rút ra. Thế thì tại sao ông cái xin chưa lại nhận nhưng mà ông lê đức thọ lại không nhận ừ. và chính cách đây 2 năm là con của ông lê đức thọ có đưa lên mạng và nói như thế này Sợ dĩ ba tôi không nhận cái giải thưởng nobel hòa bình là bởi vì lúc đó đó miền bắc quyết tâm thống nhất miền nam tức là theo lời con của ông nói đó ừ. thì lúc đó là vì lê đức thọ không dám nhận cái giải này bởi vì lúc đó là bắc việt là có ý định thôn tính miền Nam. Cưỡng bức miền Nam cho nên Đức Thọ không dám nhận. Có nguồn tin mà sau khi được đề cử làm cho em Đồng Bình đó, thì Lê Đức Thọ đã điện về phía vị với phía miền Bắc Bộ phủ á, xin ý kiến thì bên kia nó không được nhận giải hòa bình. Bởi vì nếu mà nhận vào là Bắc Việt không có lý do gì để xung chiến miền Nam hết. Cho nên Lê Đức Thọ không dám nhận. Ông chỉ nói là vì Việt Nam chưa có hòa bình nên Lê Đức Thọ không dám nhận giải nói với Robin. Nhưng là thực sự là phía miền Bắc là do sự tiếp trợ của Trung Cộng và Nga là đã có kế hoạch thôn tính miền Nam từ lâu rồi. Và cái hiệp định Paris này chính người Cộng sản đã vi phạm. Bởi vì lúc đó là theo một cái tài liệu của bên Đại sứ Pháp đó, ông nói nếu sau khi hiệp định Paris cái thời 75 nếu Dương Văn Minh mà nghe lời tôi đó mà gặp tôi đó, thì coi như miền Nam sẽ chuyển sang một thế trung lập. Và có thể Pháp sẽ nhảy vào để hỗ trợ cho miền Nam. Nhưng Dương Văn Minh không gặp ông đại sứ Pháp mà lại lên Long Khánh gặp ông thiếu tá Dương Văn Nhật. Là em của ông Dương Văn Minh. Ừ. Nên ông đại sứ ông viết trong cái nhật ký của ông nói rằng từ lúc đó tôi biết rằng là miền Nam sẽ lọt vào tay Cộng sản. Và đúng y như vậy, sau khi mà miền Nam rút ra khỏi cho khi mà cộng sản miền bắc chiếm cứ dưới miền nam đó, thì chính tên một ủy viên một chính trị vô thẳng đại sứ pháp nói thẳng mà đúng mà chỉ thẳng mà, ông bà đúng mà trong vòng 48 tiếng ngồi ông phải rút ra khỏi miền nam việt nam liền tức là khi mà ông bay lên ông nói tôi nhìn sài gòn lần chót tôi rất là đau lòng nếu dương minh mình nghe lời tôi đó, thì miền nam đâu có rơi vào cái cảnh mà bị như vậy đâu nếu vì dương minh không nghe lời tôi mà đi gặp dương vân nhật cho đi miền nam mới sụp đổ và bây giờ ta đặt lại cái chết của Kissinger là gì? Cái thứ nhất, chúng ta phải phân tích đa chiều. Kissinger là người thực dụng. Và ông ta chỉ chăm chú vào cái quyền lợi của nước Mỹ. Và cụ thể hơn là quyền lợi của Israel. Bởi lúc đó là Kissinger nhìn một cái trung cộng với một cái một cái này gọi là một cái dân số khá lớn. Nếu mà bình thường hóa với trung cộng thì buôn bán trao đổi với trung cộng thì nó có lợi nhiều hơn là phía Việt Nam Cộng Hòa. Đó là nhìn cái, nhiệm nhìn về kinh tế. Cái thứ hai đó là phía Kissinger là muốn dồn hết tất cả nỗ lực vào cho mặt trận Trung Đông và cụ thể là cụ thể là ủng hộ cho Israel chống lại Syria lúc đó cũng như là một số các nước hồi giáo cũng như là nga Ê, bây giờ mình có những người nói rằng sao bây giờ mình phải đặt lại cái gì thuộc về lịch sử thì hãy để cho lịch sử phán xét. Thế thì bây giờ mình phân tích ra và công nhận rằng ông Kissinger là người có tài. Rất là giỏi ngoại ngữ và thông thạo các tình hình chính trị của thế giới. Và ông ta là một cái kiến trúc sư trong vấn đề gọi là định hình của thế giới. Nhưng tuy nhiên trong cái bàn cờ này thì Việt Nam Cộng Hòa là phải chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi là vì nếu mà Kissinger mà không kêu Mỹ tức là không bình thường hóa hay là đi đêm với lại Trung Cộng á thì có lẽ Việt Nam Cộng Hòa bình chưa mất. Có nhiều luồng ý kiến cũng cho rằng uh, trong cái cuộc chiến Hoàng Sa khi mà Trung Cộng uh, xâm chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa, uh, xin lỗi đảo Hoàng Sa đó uh, từ trong tay của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó thì cũng cũng chính là ông Kissinger này đã ngăn cản uh, không quân của Việt Nam Cộng Hòa bay ra ngoài đó để mà yểm chờ đúng không anh? Mấy cái tin này có đúng không? tức là cái tin lúc đó thì phía anh em về phía hải quân là nói rằng lúc đó là là hạm đội 7 của Hoa Kỳ đứng bên từ xa mà ừ. nhưng họ không can thiệp tức là khi mà bị tấn công họ không can thiệp và họ không có quyết định gì ở cái nước ngoài thôi tức là đã có sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng rồi cái chết vì chúng ta là một nước nhược tiểu chúng ta không có quyền quyết định vận mệnh đất nước mình và bằng chứng Việt Nam qua những cuộc phân tranh là có bàn tay của ngoại quốc đặc biệt chúng ta thấy hiệp định Geneva và tới hiệp định Paris là chúng ta không thể quyết định vận mệnh của đất nước mình mà phải phụ thuộc vào những các quần cường quốc lớn thì cái vụ, vụ anh mới nói hoàng sa cũng thế khi anh em ở đây tôi rất là nhiều anh em làm hải quân chẳng hạn như anh thiếu tá nguyễn văn tần ấy, anh qua trên dc ấy, gặp nhau rất là nhiều nói chuyện nhiều lắm mà lúc là lúc đó là việt nam hải quân đã điện mà cho phía hạm đội 7 là coi như vô để hỗ trợ cho nhưng mà bên kia bất động để cho trung cộng xâm chiếm hoàng sa nhưng mà biết ra sau này chúng ta biết rằng là bây giờ họ đã đi đêm với nhau rồi đã có sự thỏa thuận rồi và việt nam cộng hòa mất là bởi vì chúng ta là một nước nhỏ và lúc đó là vì cái toan tính của ông kissinger vì cái quyền lợi của hoa kỳ và cũng là vì cái quyền lợi của israel mà Việt Nam Cộng Hòa đã bị thua cuộc hay gọi nó là bị bán đứng là vậy. OK, đó là cái nhìn uh, với cái khía cạnh từ một người dân Việt Nam Cộng Hòa thì uh, ông Kissinger đã phạm rất là nhiều cái sai trái, những cái âm mưu toan tính của ông ấy uh, để mà đi đến cái hậu quả gọi là tên một thành phố Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam bây giờ đã trở thành Thành phố Hồ Chí Minh thì ông là có một cái uh, một cái công hơn rất là lớn trong cái việc này. À, nhưng mà giờ xét theo cái khía cạnh chính sách của Hoa Kỳ thì anh nghĩ như thế nào khi mà ông ấy đi đêm với lại Trung Cộng nhằm cái mục đích gọi là gây chia rẽ và hạ gục đối thủ mạnh nhất của khối cộng sản bây giờ đó là Liên Xô. Liên Xô cũ và Đông Đông Âu đúng không nào? Thì có thể như là ông ấy đã thành công cái việc đó nhưng mà cái điều không ngờ là uh, khi mà đi đêm với Trung Cộng như vậy giống như là nuôi ong tay áo vậy đó. Trung Cộng từ một nước hèn mạc, nghèo nàn mà bây giờ trở thành một cường quốc đứng thứ hai trên thế giới mà đối đầu với Hoa Kỳ nữa. Khi xưa thì ông lại có những cái chính sách gọi là chia rẽ Trung Cộng với lại Liên Xô. Nhưng mà bây giờ tình hình nó căng thẳng. Nước Mỹ phải đối đầu với cả hai nước Trung Cộng và Liên Xô cũ bây giờ là Nga. Thì không biết là anh anh nhìn cái khóc cạnh mà À, cái chính sách ngoại giao của ông như vậy Có phải là một cái sai lầm lớn đối với nước Mỹ không à, Kính thưa anh Lê, Kính thưa tất cả quý khán thính giả Năm 1972 Mà khi mà Kissinger đi đêm với Trung Cộng đó, Thì lúc đó chính sách của Hoa Kỳ nghĩ rằng Sẽ biến Trung Cộng Từ một nước độc tài Trở thành một nước dân chủ Cái ý định của Hoa Kỳ là như vậy và nghĩ rằng với chính sách cởi mở của Hoa Kỳ đưa Trung Cộng vào năm nước thường trực và An Liên Quốc rút Đài Loan ra. Thì rõ ràng khi rút Đài Loan ra thì Mỹ có cam kết với Đài Loan là sẽ bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá. Thì nhường cái ghế đó cho Trung Cộng. Rồi nghĩ rằng với cái tỷ lệ gần một tỷ dân như vậy đó mà đang sống trong nền độc tài của Cộng sản. Hoa Kỳ muốn dùng ảnh hưởng của mình để biến Trung Cộng thành một nước dân chủ tức là cho ad phát triển kinh tế từ khi phát triển kinh tế người dân mới nhận thức được vấn đề gọi là quyền của con người là vấn đề cởi mở được sẽ chuyển sang dân chủ và bằng chứng năm 1989 cũng thế khi vụ án thiên nam môn xảy ra đó nếu mà mỹ và phương tây bị siết chặt thì trung cộng đã thua rồi nhưng mà họ bỏ cái chuyện đó đi bỏ qua một bên và vẫn lờ chuyện đó đi và họ nghĩ rằng là trung cộng sẽ phát triển về kinh tế và từ kinh tế đó sẽ chuyển sang dân chủ và người dân sẽ được hưởng cái vấn đề dân chủ này. Nhưng tuy nhiên chúng ta biết rằng là ở Hoa Kỳ một có một cái rằng là nào. Hoa Kỳ là một nước dân chủ, tức là một nước Cộng Hòa, một nước dân chủ. Họ muốn tạo sự cạnh tranh bởi vì họ nghĩ rằng trong sự cạnh tranh thì sẽ có những cái phát minh, có những cái phát kiến. Trong sự cạnh tranh đó nó sẽ ló ra những cái khôn. Trong sự cạnh tranh đó nó sẽ có những cái tài năng xuất chúng và có những cái phát hiện là như vậy cho nên hoa kỳ đã giúp trung cộng là thứ nhất muốn giúp trung cộng để ngăn sự bành trướng của liên xô và muốn kéo trung cộng về với phía mình để đối chọn với lại nga vì lúc đó hoa kỳ nghĩ rằng liên xô là kẻ thù số một và cái điều đó là thời điểm đó là hoa kỳ có chính sách là như vậy sau khi đi đêm được với lại trung cộng rồi thì Hoa Kỳ đã từ từ chính thức bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa bằng Hiệp định Paris để rút quân ra khỏi Việt Nam bằng một cái danh dự và bằng một cái gọi là gọi là nằm trong kế hoạch của mình nhưng mà không ngờ Trung Cộng là một nước cộng sản và họ lấy những cái lợi từ ủng hộ từ phía Hoa Kỳ các nước phương Tây họ dùng sức mạnh đó để phát triển kinh tế nhưng mà họ vẫn nằm trong sự độc tài và điều này chính họ là kẻ thù số 1 của Mỹ hiện nay. Và họ đã tuyên bố năm 2049, tức là kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của Cộng hòa Nhân, dân chủ Trung Hoa đó. Thì Trung Cộng sẽ trở thành một cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế, quân sự, kỹ nghệ và tất cả hải quân nữa. Và bây giờ mấy năm nay, chính Mỹ và phương Tây đã phải thốt lên một câu rằng là không ngờ họ đã nuôi Trung Cộng trở thành một con cọp. Và con cọp này đã sống chuồng. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ bây giờ phải tìm bằng mọi cách để coi như bắt lại con cọp này. Cũng như làm sao mà bẻ năng vút của nó. Và chính điều đó mà cả chục năm nay Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Nhật. Thấy không? Cho Nhật bắt đầu là gia tăng chi phí quốc phòng để kềm chế Trung Cộng. Cũng như là Mỹ lập ra liên minh là squad đó. đó. Úc, Hàn, Mỹ, Ấn Độ, Nhật đó là để kềm chế Trung Quốc. Và tới đến bây giờ mọi người phải nói rằng Chính sách sai lầm của Mỹ phương Tây Đã đẻ ra một Trung Cộng ngày nay Và chính Trung Cộng là cái người vẫn nhớ ơn Kissinger mà Tháng 7 vừa rồi Là Kissinger qua Trung Cộng thăm Và ông Tập Kinh Bình đón ông Kissinger như là một vị ân nhân Như là một vị anh hùng đã giúp Trung Cộng Từ một những nước độc tài coi như là kinh tế suy sụp mà trở thành một cường quốc đứng thứ hai ngày nay và tham vọng của Trung Quốc là muốn lấn át luôn cả Mỹ và ngày hôm nay người ta đã nhận ra cái sai lầm của Hoa Kỳ và phương Tây và người ta lại nhận ra là cái chủ nghĩa thực dụng nó đúng vào lúc đó nhưng mà vì Hoa Kỳ là một cái nước muốn tạo ra một sự cạnh tranh và muốn giúp Trung cộng chuyển đổi sang dân chủ nhưng mà Trung cộng lại không chuyển sang dân chủ mà lại vẫn độc tài và dùng cái đồng tiền, dùng sức mạnh kinh tế đó để phát huy cái tính độc tài của mình và hiện nay thế giới phải sống trong cái sự nơm nớp lo sợ vì cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng là điểm đó. Vậy thì rõ ràng là ông ấy đã sai lầm rồi khi mà ông đã tạo dựng nên một cái con quái vật như là Trung Cộng. À, từ một nước nghèo nàn mà bây giờ lớn ác luôn cả Hoa Kỳ. Và bây giờ đâu phải Hoa Kỳ là chỉ đối đầu với mình Trung Cộng không đâu còn có nga rồi iran rồi bắc triều tiên nữa à, mà ông này nếu khi mà nói về ông kissinger thì uh, ông có một cái ảnh hưởng rất là lớn với thời chiến tranh việt nam nhưng mà đừng quên rằng thời obama ông cũng có cái ảnh hưởng đó nha anh ông cũng đã ngồi cố vấn cho obama rất là nhiều lần à, vậy thì bây giờ không biết là hôm nay son không có cái thời gian mà đọc uh, những cái sự thăm dò của người dân hoa kỳ không biết là anh đã có uh, anh biết cái tình hình này như thế nào chưa những người mà lãnh đạo trên thế giới cũng như là người dân hoa kỳ không biết là cái cảm giác của họ như thế nào cái uh... tức là phía báo việt nam á, thì họ ca ngợi ông Kissinger là một người có tính thực dụng cao bên việt nam là việt bên nam. hải ngoại hay là à, việt nam trong, à, trong nước đó, đó, trong nước trong okay. nước đó. Ừ. thì đối với người việt nam cộng hòa thì cho ông là một tên tội phạm một người đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Ừ. Nhưng mà phía Cộng sản Việt Nam á thì họ nói rằng ông này là một người thực dụng và ông ta mang chủ nghĩa thực dụng đó vào trong các chiến trường trên thế giới. Ví dụ như đối với Việt Nam, thì ông ta phân tích là khi đó nếu mà bây giờ vẫn duy trì ủng hộ cho Việt Nam Cộng Hòa thì chiến tranh có thể kéo dài. Đúng, giống như là Bắc Hàn và Nam Hàn bây giờ. Tức là cứ kéo dài hoài. Mà trong khi đó có những cái câu bất thủ của ông Musa á, là Bộ trưởng Bộ Giá Hán nói là chúng ta đi tìm Cộng sản, nhưng mà Cộng sản nằm ngay trong đội bộ của chúng ta đó. Thì làm sao chúng ta tiêu diệt được? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm. Và có thể 50 năm. Nếu cứ như vậy, ừ. chi bằng bây giờ là chúng ta rút ra ừ. để cho Cộng sản xâm chiếm miền Nam để cho người dân sống trong Cộng sản. Họ thấy bộ mặt thật của Cộng sản. Họ thấy sự xấu xa của Cộng sản. Lúc đó chúng ta quay lại không đánh cũng thắng, là không tốt viên đạn cũng thắng. Mà điều đó đúng. Năm 75 là coi như Cộng hòa sụp đổ, nhưng mà năm 95, chính Việt Nam đã xin yêu cầu và được bình thường hóa với Mỹ. Năm 95, tức là đúng 20 năm. Và có nguồn tin nói rằng nếu lúc đó mà Mỹ mà đánh thắng miền Bắc đó, thì Mỹ phải chi hàng chục vài chục tỷ đô la để xây dựng lại miền Bắc, để xây dựng lại miền Nam, rồi cái công đó nó rất là nhiều khê, ừ. chi bằng bỏ lại cho việt cộng, rồi việt cộng tự dàn xếp với nó, dân chúng oán than với cái chế độ, rồi tự động là dân miền Nam nó ý thức được, nó so sánh được cái việt nam cộng hòa so sánh với lại cái cộng sản bắt Việt. Ừ. và tự nó sẽ thấy cộng sản là người như thế nào. Và tự nó sẽ đi tìm đường và kêu yêu cầu Mỹ trở lại. Và đúng năm 95 là coi Mỹ quay trở lại, nó tốn đồng nào đâu. Ta lập ra bài toán nếu nhé, nếu mà Việt Nam Cộng Hòa thắng, ta là lấy miền Bắc luôn. Thì miền Bắc được bao nhiêu năm đói khổ, bao nhiêu năm đói khổ. Mà Mỹ bây giờ mà xây dựng lại thì phải tốn biết bao nhiêu tiền. Thậm chí con số đó tính cả trăm tỷ đó. Tức là xây lại cầu cống nhà trường trường học rồi bắt đầu an sinh xã hội. Thì lúc đó thì mình bỏ ra trăm tỷ đô la Đúng rồi. Mà bây giờ lúc đó nó mới theo mình Thì cũng như không chia bằng đền cho tụi nó sống trong cộng sản Để nó hiểu cộng sản là ai Sự độc ác, giả mang cộng sản là cái gì Sự giả tạo cộng sản là cái gì à, Khi nó sống nó chán rồi Thì nó sẽ yêu cầu Mỹ trở lại Và đúng như thật 20 năm sau là coi như cái, cái lời nói của ông Bộ trưởng Bộ Đa Giang của, Hoa, của Do Thái rất đúng. Và đúng y như Trang là Hoa Kỳ nó bỏ. Nó bỏ xong 95, 9 Việt Nam là bình thường hóa. Và vừa rồi chính ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Tổng thống Joe Biden là xin được nâng lên đối tác chiến lược toàn diện. Hoàn toàn là Việt Nam phụ thuộc chứ đâu phải là Mỹ nó muốn đâu. Để đó là cái chính sách của ông Kissinger cũng như là Hoa Kỳ thì họ đúng góc độ đó. Vậy cuối cùng thì ông này ông có công hay là ông là tội đồ? Tức là người ta nói rằng đối với xong Việt Nam Cộng mình... Hòa như mình đó, à. là ông là tội đồ. À. Vì ông mà Việt Nam Cộng Hòa mất vì ông mà chúng ta phải có hàng triệu người mất trên biển đông và trong các rừng sâu, ừ. vài trăm ngàn sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chết trong tù cải tạo, biết Đúng. bao nhiêu đình tan đó. Ừ. tức là cái đó là chính ông này. vì nếu đó ông không có cái hiệp ước Paris và ông không dùng cái đồng tiền ngã cho, cho, cho Israel đó, thì Việt Nam bây giờ không có mất. là đối với người Việt Nam Cộng Hòa ông là tội đồ, nhưng đối với thế giới thì người ta hỏi xem lại công và tội. Ừ. đối với chính phủ Hoa Kỳ đó thì ông lại là một người thực dụng và là người đem lại cái nguồn lợi cho chính phủ Hoa Kỳ bằng cái hiệp ước Barry đó. Ừ. Tại vì đó giống như là ông rất là tự hào và đó là một cái công ơn của ông, cái công trạng của ông vậy đó cũng giống như ông Nixon trong cái cái thư viện của Nixon cách đây cũng vài chục mai ông cũng phải nói là rất là tự hào về cái cái công của ông đã đem lại cái nền hòa bình trong cái uh, thời gian đó 50 năm về trước uh, nhưng mà rõ ràng anh anh nói cũng rất là có lý là tại vì bên phía uh, cộng sản việt nam thì chắc chắn là phải khen ngợi ông này rồi chắc phải cấp cho ông bao nhiêu cái huy chương lao động rồi Thì đó ông là người ừ. thực dũng tại vì nhờ ông là bây giờ mới đổi tên được thành phố hồ chí minh <laughs> vì Sinh vậy nói... mà cộng sản bắt việc bị chiếm việt nam được ừ. tức là bây giờ người ta nói bây giờ lịch sử nó thuộc về lịch sử ừ. Thì hãy để cho lịch sử phán xét Và trong cái bài báo vừa rồi Cũng có người trẻ nó rằng cái này thuộc về lịch sử Thế để cho lịch sử phán xét Nhưng mà góc độ của sự thật Và góc độ lịch sử Thì ông ta là người đã góp công vào Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa Đó là như vậy Tức là xét về công Đối với Việt Nam Cộng Hòa người ta không thấy Nhưng mà người ta thấy là ông là người đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ Ừ. Và chính cái sự sụp đổ đó đã, là dẫn đến một triệu người chết ngoài Biển Đông và các rừng sâu. Đúng rồi. Hàng trăm ngàn các cựu sĩ quan chết trong tù cải tạo. Hàng triệu người gia đình tan nát. Và cho đến giờ này 50 năm là cái vết thương nó không hàn gắn được. Chưa nói đến những người mà đang bị đàn áp bây giờ. Thì đó. Hả? Tức một là 100, cái tội 100, của ông là đó. 100 triệu dân Việt Nam đang bị đàn áp. Nhưng nói với nước Mỹ hay là nói đến cái cuộc xung đột của thế giới. Thì ông ta này lại có công. Có công là giàn xếp và có công gọi là ngăn chặn những cuộc chiến hay là nói chung là ông mang lại cái lợi ích cho phía chính phủ hoa kỳ chính vì lẽ đó mà ông đã được đánh giá cao ông từng là cố vấn an ninh của lợi ích vào cái giai đoạn đó thôi nhưng mà nếu mà tính theo đường dài đó nếu mà tính theo cái thời điểm hiện tại thì nó là lợi ích hay là cái hậu quả Tức là nói như cho là... để cho Trung Cộng trở thành một con quái vật mà không có kiềm chế nó thời được. trước á. À. Mỹ bằng nếu mà Mỹ vẫn cứ tiếp tục ủng hộ cho Việt Nam Cộng hòa thì cuộc chiến sẽ kéo dài. Đúng như Israel như vậy là nó sẽ kéo có chết, dài. có, có thêm người chết nữa. Có thêm ừ. người chết rồi nó ừ. không đi về đâu. Đúng. Thì bị làm như vậy thì nó có lợi. Nhưng mà người Mỹ hy vọng rằng là Trung Cộng nó sẽ thay đổi từ một nước độc tài, một nước cộng sản chuyển sang một nước dân chủ. Ừ. Rồi khi dân chủ rồi thì người dân sẽ được hưởng cái sự lợi ích của dân chủ. Đó là điều họ hy vọng. Họ thôi. hy vọng. Ừ. Nhưng mà năm ba họ nghi hy vọng điều đó. Khi ông Đặng Tiểu Bình cũng lên đó, thì nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà cũng Trung Cộng nó khôn. Nó có câu bất thủ là ông Đặng Tiểu Bình nói một câu là Mèo nào cũng được. Mèo trắng, mèo đen nào cũng được. Biết sao bắt chuột được. Thế? Ừ. Tức là tính năng của con mèo là nó phải bắt chuột. Mà mèo trắng hay màu đen thì cũng thế. <laughs> thế thì Trung Cộng họ phát huy kinh tế thị ừ. trường nhưng mà về chính trị họ lại kiểm soát tức là, là về kinh tế thì trung cộng cũng thuộc lại một nước có tăng trưởng kinh tế cao ừ. nhưng mà về chính trị thì lại bóp nghẹt và mục đích của mỹ và phương tây là muốn cho người dân được hưởng dân chủ tức là từ kinh tế Đúng kinh từ kinh tế đó người dân hưởng được dân chủ và từ dân chủ đó người ta mới chuyển sang đa đảng đa nguyên nhưng mà cộng sản thì họ lại khôn họ chỉ cho phát triển kinh tế nhưng mà họ lại bóp chặt về chính trị cho nên tới như này kinh tế của Trung Cộng thì nói chung là cũng khá về kinh tế. Nhưng mà về chính trị thì bóp nghẹt. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận là cái sai của Hoa Kỳ và phương Tây là cho đó. Thì bây giờ người ta nhìn nhận là đó là cái sai. Cái sai vì nó dung dưỡng Trung Cộng. Cho nên cách đây 10 năm họ đã nói rồi. Đã nuôi Trung Cộng trở thành một con hổ. Mà con hổ này giờ nó sống chuông rồi. Mà bắt nó lại là cá một vấn đề. Đúng không? Thế thì họ suy nhận là trong cái đó có cái sai của Kissinger tức là cái thời chính trị ấy, lúc đó là đúng vào thời điểm đó thôi. là đúng ừ. nhưng mà bây giờ thì nó lại là sai và cái sai này nó là kéo cái hệ lụy rất là ghê không bởi vì chính Trung Cộng nó tuyên bố muốn cạnh tranh vai trò cường quốc thế giới với lại Mỹ và cái ý đồ Trung Cộng mà lâu nhất Mỹ nó nói là về muốn thay thế đồng đô la và đồng tiền tệ ừ, đó đều không được tối kỵ của Hoa Kỳ đúng rồi nhưng mà phải phải có công có tội thì phải minh bạch rõ ràng cho cho ổng chứ À, thực ra là cái chính sách của ông cũng đâu đến nỗi gọi là nếu mà nhìn về một cái khía cạnh gọi là muốn giật dây để mà cho phía trung cộng uh, ngã cờ để mà làm cho tan rã cái khối liên xô cũ đó thì ông đã thành công. Đã thành công vào điểm đó. Vào năm 91 thì bức tường Berlin đã bị sụp đổ rồi uh, khối cộng sản Đông Âu là đã bị tan rã rồi. Nhưng mà tính theo th thời điểm hiện tại thì rõ ràng là ông đó làm ra một cái con quái vật trung cộng mà không có kiềm chế cái được. Thì hiện nay rất nhiều bài báo nói rằng bây giờ chúng ta phải nêu lên, lên công và tội. Ừ. Nói về tội rõ ràng đối với Việt Nam Cộng Hòa ông là tội. Đúng. Tội lớn, tội nặng. Tội này không thể tha thứ được. Chính vì ông mà đã gây cái hậu quả cho đến bây giờ biết bao nhiêu hệ lụy đã xảy ra. Đó là về đối với Việt Nam Cộng Hòa. Về phía Mỹ thì ông ta có công dàn xếp cho các cuộc chiến của Trung Đông. Rồi cuộc chiến sau chiến tranh lạnh nhưng mà cũng có cái tội là bây giờ đã vô hình chung nó nuôi dưỡng trung cộng trở thành con cọp. Mà con cọp này bây giờ khó mà kiềm chế nó được. Và cái thứ ba nữa là ông ta là người quá thực dụng đi. Đến lúc mà Israel vừa rồi ông qua ông nói bây giờ Israel phải chấp nhận cắt đất thì đổ lý hòa bình. Thì người ta mới nói ông này thực dụng quá đi. Dân kia nói tôi không chấp nhận nhường dù là một tất đất, ông, kể cả Crimea. Ông suối Zelensky là phải nhường đất cho nhưng mà bây giờ thì chính Đức à. Châu Âu này của Hoa Kỳ nó là Zelensky nên đàm phán với lại Nga. Bởi vì cuộc chiến này kéo dài. Mà kéo dài thì người ta không thể hỗ trợ được. Đúng rồi. Mà bây giờ nếu muốn đàm phán thì Zelensky phải cắt một phần đất nào đó. Mà ông ông như kiểu không chịu. Ông mà kể cả Crimea mà khi Nga xác nhập ông cũng không chịu mà. Thế thì bây giờ người ta nó bây giờ phải chấp nhận thôi. Thì các quyền chấp nhận đó bên ngoài mình không ai có quyền hết cái quyền đó là quyền tự quyết của người dân Israel, của nhà nước Israel, ừ. họ phải phân định được là thế nào là lợi ích lâu dài, thế nào lợi ích ngắn hạn, thế nào là lợi ích dân tộc, thế nào là lợi ích quốc gia là quyền của họ. Nhưng mà mình là người ngoài cố vấn thì mình chỉ đưa ra những cái lời thôi. Nhưng cái Xin chớ, ông Ra thời điểm đó ông nói cách đêm hai năm là bị ta chửi. Nhưng mà bây giờ người ta nghĩ lại điều đó có thể đúng. Ừ. Tức là bây giờ Slovenia muốn hòa bình với nga là phải cắt đất, có thể là chấp nhận mất Jume đi đừng đòi nữa. Nhưng mà ông này không Tức là ngoài Đô Nhét, Lưu Han Tất cả phải lấy lại sạch sạch Nhưng mà ngán không chịu Thế điều hai bên không chịu thì cứ đánh nhau hoài Và thậm chí bây giờ cách đây mấy hai tuần nó có bài báo đó, Người ta đang muốn thay thế Gia Tức là thay thế Gia Để có một người ngồi chấp nhận Đàm phán với Putin Về vấn đề kết thúc chiến tranh nhưng mà nói như vậy thì có nghĩa là ông Zelensky sẽ có nguy cơ bị ám sát cao. Uhm đấy cái bài báo nó ra là ông kia có thể bị án sát cao cũng giống như ông Ngô Đình Diệm thôi khi ông Ngô Đình Diệm không chấp nhận cái yêu kiện cho mỹ đóng quân thì mỹ đã thiệt thôi thì kia bây giờ cũng lại rơi vào cái cái vùng này nên người ta đang chờ xem trứng ngày tháng Yankey sẽ đối sự như thế nào và ừ. bây giờ chúng ta làm một cuộc thăm dò đi biết là quý vị nghĩ như thế nào về uh, nhân vật chính trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là ông uh, Henry Kissinger quý vị nghĩ ông là tội đồ hay là ông uh, xét một góc độ nào đó ông đã có công có công cho ai thì chúng ta không cần bàn tới à, nhưng mà không biết quý vị nghĩ như thế nào quý vị bấm số 1 nếu quý vị nghĩ ông là một tội đồ à, bấm số 2 nếu như quý vị nghĩ là ông là một nhà chính trị gia tài giỏi và cũng có công cho nước mỹ hoặc là cho thế giới tự do nói chung à, điều này thật sự khó nói ừ. nhưng mà riêng việt nam cộng hòa rõ ràng ông có tội thì thì rõ ràng rồi bao nhiêu người đã bị chết oan bao nhiêu người đã phải uh, người dân miền Nam bỏ nước ra đi những người mà thuyền nhân hơn nửa triệu người đã không đến được cái bến bờ tự do thì uh, có lẽ là ông sẽ xuống dưới âm phủ mà gặp những oan hồn này uh, hai bên có thể ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau nói chuyện những cái sự uh, sai trái với nhau tên nên khi ông <laughs> chết có người bảo ông ơi nếu mà ông chết cách đây 50 năm thì Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đâu có mất <cười> <cười> thôi ông thì chết bây giờ trễ quá. <laughs> bây giờ thì bây giờ người chết thì cũng đã chết rồi là ổng sẽ phải trả lời xuống dưới đó ổng sẽ trả lời với những người mà đã chết trong cái cuộc chiến đó rồi ổng sẽ bị kết tội hay sau đó thì à, hãy để cho những người dưới âm phủ quyết định à, thấy rất là nhiều à, số 1 đang bấm à, bây giờ người dưới âm phủ chưa nói nhưng mà người đang sống là đã nói ổng là đồ, tội đồ rồi đó rất là nhiều không ai nói là không có công cả <laughs> vâng à, mà công nhận ổng sẽ không dài thật chứ một trăm tuổi dễ yes, sợ không biết là ông có uống hắc sâm hay là không một nhân vật lịch sử của thế giới à, quá là, là 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 bất ngờ à, vâng kính thưa quý vị đó là cái bản tin chính trong ngày hôm nay à, còn vài tin Việt Nam nữa nhưng mà thôi vì thời gian có có hạn cho nên là chắc là để ngày mai ngày mốt anh em chúng tôi sẽ quay trở lại để mà hầu chuyện với quý vị cảm ơn tất cả quý vị đã lên đây lắng nghe cái buổi livestream trực tiếp của chúng tôi về câu chuyện và cái chết của ông Henry Kissinger Cảm ơn những cái sự thăm dò của, của quý vị. Chúc quý vị một ngày hoặc là một buổi tối thật là bình an. Và hẹn gặp lại trong những chương trình lần tới. Thằng Hải kính chào. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonlayshow.com ừ. hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc xâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. hắc xâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc xâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc xâm ra, chúng tôi còn có hồng xâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ 399 đô la trở lên. Quý vị hãy order online at www.shonleshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348. 714-703-6348 Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Sơn